Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi với cái máy bay Wii 39 này, với cái súng cực mạnh, súng nép Mega ha. Đó, thì mình sẽ câu một cái viên đạn này vào máy bay như thế này, và máy bay sẽ bay lên, và sau đó mình sẽ thực hiện là dùng cái súng này để bắn vào máy bay. Đó, và khi bắn xem là máy bay nó có rớt hay không, và khi rớt thì nó có hoạt động được bình thường hay không. Đó, thì giờ mình sẽ bắt đầu bắn máy bay ha. Dạ thì nếu bà lắc quá lại gió nó thật là bị hỏi mà cứ kia cho bắn mát coi. Ôi thì sau khi mình bắn xong ha, thì máy bay rớt rất là nhiều lần, nhưng mà sau mỗi lần rớt thì máy bay vẫn hoạt động tốt. Lưu ý là khi chơi trò chơi này thì các bạn nên là gắn cái vòng bảo vệ vào ha, để cho nó bảo vệ cánh tốt hơn, bởi vì khi bắn thì dây nó bị dướng vô máy bay. Nếu bạn nào mà muốn chơi á, có thử thách như vậy, chúng ta nên gắn cả bảo vệ vào. Đối với mẫu máy bay này, tự nhiên sử dụng tự giữ độ cao khá là tốt, và có thể gắn gọn cánh lại rất là dễ dàng ha.
nên là nếu các bạn nào mà quan tâm cái mẫu sản phẩm Wii 39 này á, thì có thể truy cập vào website tuyenasen.vn và gõ một phá Wii 39 và mẫu súng này B9789 thì nó sẽ ra đầu mọi là nhà sản phẩm của mẫu súng này. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa anh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.